Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ Asia Times của Hồng Kông, Trung Quốc đưa tin Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ Quad lần thứ tư với sự tham dự của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại tiểu bang Delaware, quê nhà của ông Biden. Theo Asia Times, nhà lãnh đạo Mỹ đã tập trung vào việc thể chế hóa hợp tác và các mối đe dọa được cho là do Trung Quốc gây ra. Phát ngôn của ông Biden về Trung Quốc trong cuộc họp kín của các lãnh đạo Quad đã vô tình bị lộ tiếng qua micro. Ông Biden nói với các nhà lãnh đạo quát khác, Trung Quốc tiếp tục hành xử hung hăng, thách thức chúng ta trên khắp khu vực và điều đó đúng ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, Nam Trung Quốc, Nam Á và eo biển Đài Loan. Ông Biden phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh, ít nhất là theo quan điểm của chúng tôi, Chúng tôi tin rằng ông Tập Cận Bình đang tìm cách tập trung vào các thách thức kinh tế trong nước và giảm thiểu sự hỗn loạn trong các mối quan hệ ngoại giao của Trung Quốc. Và ông ấy cũng đang tìm kiếm cho mình một số không gian ngoại giao, theo quan điểm của tôi, để mạnh mẽ theo đuổi lợi ích của Trung Quốc. Theo AFP, những bình luận trên có nguy cơ làm suy yếu nỗ lực ngoại giao thận trọng của cả bốn quốc gia trong suốt hội nghị, khi các nước này tìm cách khẳng định rằng Quad không chỉ đơn giản nhằm mục đích cung cấp lực lượng đối trọng với Trung Quốc. Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố rằng Hội nghị Thượng đỉnh Quát không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và Bắc Kinh không nên có vấn đề gì với sáng kiến này. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đã đưa ra kế hoạch mở rộng sáng kiến đối tác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải (IPMDA) được công bố cách đây 2 năm. Theo đó, các nước đang lên kế hoạch cho các hoạt động tuần duyên chung, bao gồm cho phép lực lượng Úc, Nhật Bản và Ấn Độ có mặt trên tàu tuần duyên. Trong các phát ngôn chính thức, Trung Quốc luôn phản đối bộ tứ kim cương, xem nhóm này là nỗ lực bao vây Bắc Kinh và gia tăng xung đột. Theo Asia Times, Trung Quốc dường như đặc biệt tức giận trước sự tập trung ngày càng tăng của QUAD vào an ninh hàng hải và những lời chỉ trích gia tăng của nhóm này đối với các động thái của Bắc Kinh ở vùng biển lân cận. Ở một diễn biến liên quan, theo Reuters, Mỹ đang tích lũy kho vũ khí chống hạm dồi dào và dễ chế tạo như một phần trong nỗ lực đối phó Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ đã tăng cường thử nghiệm vũ khí QuickSpin của mình, một loại bom giá rẻ và có nhiều khả năng được trang bị bộ dẫn đường GPS rẻ tiền và một đầu dò có thể theo dõi các vật thể chuyển động. Không quân Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B2 trong một cuộc thử nghiệm hồi tháng trước tại vịnh Mexico để tấn công một tàu mục tiêu bằng Quicksink. Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết, Trung Quốc vẫn sẽ có lợi thế về số lượng tên lửa chống hạm và có thể đặt chúng trên lãnh thổ của mình. Nhưng việc Mỹ tăng cường sản xuất Quicksink sẽ thu hẹp khoảng cách đó bằng cách khiến khoảng 370 tàu chiến của Trung Quốc gặp nhiều rủi ro hơn trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai so với trước khi Bắc Kinh chuyển sang hiện đại hóa quân đội vào những năm 1990. Quicksync vẫn đang trong quá trình phát triển, được sản xuất bởi Boeing với đầu dò từ BAE System. Quixin có thể được sử dụng bằng cách gắn vào đuôi hàng trăm nghìn quả bom tấn công trực tiếp, đồng loạt, dây đam, có thể được thả từ máy bay chiến đấu của Mỹ hoặc đồng minh và biến những quả bom ngu nặng 900 kg thành vũ khí dẫn đường giá rẻ. Theo một giám đốc điều hành giấu tên trong ngành công nghiệp tên lửa, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của quân đội Mỹ muốn có hàng nghìn vũ khí Quixin và đã có trong nhiều năm. Theo vị này, với đủ số lượng vũ khí giá cả phải chăng của Mỹ nhắm vào, khả năng phòng thủ của tàu Trung Quốc sẽ bị đe dọa. Trong trường hợp như vậy, quân đội Mỹ sẽ sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa LRASM hoặc tên lửa SM-6 để phá hủy tàu chiến Trung Quốc và radar của tàu, sau đó bắn phá tàu bằng các loại vũ khí giá rẻ hơn như Quick Sinh. Mặc dù quân đội Mỹ đã từ chối tiết lộ số lượng tên lửa sẽ được triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, nhưng theo các tài liệu về giao dịch mua sắm quân sự của chính phủ Mỹ, hơn 800 tên lửa SM-6 Dự kiến sẽ được mua trong 5 năm tới. Các tài liệu cho thấy hàng nghìn tên lửa Tomahawk và hàng trăm nghìn tên lửa JDAM đã có trong kho vũ khí của Mỹ. Nhà phân tích Graham cho biết, ý nói đến các quần đảo lớn gần nhất từ bờ biển Đông Á, mục đích của Trung Quốc là hạn chế sự di chuyển của các khí tài hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và chuỗi đảo thứ nhất. Còn động thái của Mỹ là một dạng phản ứng có cùng mục đích, nhằm gây khó khăn cho hải quân Trung Quốc. Trang quân sự min.in.ua cho hay máy bay không người lái UAV trinh sát Shark thuộc biên chế lữ đoàn tấn công biệt lập Sơn Cước số 128 Ukraine trong quá trình hoạt động gần làng Novohorivka đã phát hiện một số hoạt động của binh sĩ nga. Sau một thời gian theo dõi, chiếc UAV đã xác định vị trí quân đối phương đặt sở chỉ huy bên trong làng. Tọa độ công trình trên liền được UAV gửi về cho pháo binh Ukraine để các kíp chiến đấu dùng pháo phản lực HIMARS tấn công sở chỉ huy đối phương. Dựa trên những hình ảnh được UAV SAC ghi lại sau đó, một số binh sĩ Nga đã sống sót và chạy thoát khỏi sở chỉ huy. Thông qua tọa độ được trang min.in.ua trích dẫn từ Ukraine, control map có thể thấy vị trí ngôi làng Novohorivka nơi quân đội Nga kiểm soát nằm cách tiền tuyến khoảng 20 km về phía nam. Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS thực sự là một mối đe dọa lớn đối với các lực lượng Nga kể từ khi Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển giao 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS đầu tiên cho Ukraine vào cuối tháng 6 năm 2022. Các thông tin về tính hiệu quả của chúng thường xuyên được đăng tải, mặc dù một trong số đó khó kiểm chứng. Tính hiệu quả của HIMARS ở Ukraine đã khiến các đồng minh của Mỹ đổ xô trang bị hệ thống này và trùng hợp với việc NATO ra mắt cấu trúc hỗ trợ hậu cần HIMARS mới như một nền tảng phòng thủ sẵn sàng đối phó với Nga. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang tích cực phát triển những chiến thuật mới để sử dụng HIMARS và tăng cường năng lực của nó. Khi các lực lượng Ukraine xác định được vị trí mục tiêu, việc ngắm bắn với HIMARS khá dễ dàng bằng cách chỉ cần nhập tọa độ theo cách thủ công rồi khai hỏa. Khi cần, HIMARS có thể tung ra rất nhiều cú tấn công chính xác. Một phần khiến nó thành công ở Ukraine là các binh sĩ có thể nạp lại tên lửa rất nhanh. Một đội HIMARS được đào tạo bài bản có thể tháo bệ tên lửa đã sử dụng và nạp lại bệ phóng trong vòng 5 phút sau khi khai hỏa. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine thành công với HIMARS nhờ ba yếu tố chính, bản chất cuộc xung đột mà họ đang tham chiến, năng khiếu và sự quen thuộc của họ với các hoạt động pháo binh cũng như sự hiểu biết về cách thức hoạt động của quân đội Nga. Các sĩ quan của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược của Nga tại Donetsk. Theo Pravda, kho đạn đã bị các đơn vị trinh sát trên không thuộc lữ đoàn tác chiến Karada số 15 phát hiện. Trích báo cáo ngày 25 tháng 9 cho biết, một vụ nổ xảy ra, khói bốc cao 10 mét, lực lượng vệ binh đã phá hủy kho đạn dược của Nga trên mặt trận Pokrovsk. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tập trung tấn công trên mặt trận Voleda ở Donetsk, vốn là điểm nóng được Ukraine đánh giá là đang dần ổn định. Gần đây nhất, các lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga. Trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không BUK-M3 của Nga. Kyiv cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk ở Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này, nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không bấc M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga. Trang web về các vấn đề quân sự, Bulgarian Military.com đưa tin, Cuộc xung đột Nga Ukraina bắt đầu từ năm 2022 đã tạo ra những tác động to lớn không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế đối với Moscow. Nguồn tin này dẫn ước tính của Janis Kluck, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế SVKP của Đức cho biết, Nga đang gánh chịu thiệt hại khoảng 319 triệu đô la Mỹ mỗi ngày vì xung đột. Con số này được tổng hợp dựa trên các số liệu tài chính nguồn mở và bí mật của Nga, cho thấy mức độ hao tổn nặng nề từ cuộc xung đột kéo dài chi tiêu quốc phòng của Nga cũng đã vượt xa ngân sách cho nhiều lĩnh vực xã hội quan trọng. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một chiếc UAV cảm tử Zahed-136 của Nga được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink do công ty SpaceX sản xuất trong cuộc tấn công đêm 25 tháng 9, được biết khiến 28 trong số 32 máy bay không người lái bị bắn hạ. Trang Defense Express sau đó đã đăng tải một bức ảnh liên quan mà họ thu được từ các nguồn riêng cho thấy một đĩa vệ tinh có số serial trên đó. Điều này sẽ cho phép điều tra các kênh cung cấp đối với thiết bị đầu cuối Starlink. Giới quan sát cho biết, câu hỏi khi nào Liên bang Nga sẽ bắt đầu cài đặt Starlink trên UAV tầm xa của mình. Về mặt khách quan chỉ là vấn đề thời gian, bởi trước đó họ đã thử nghiệm modem 4G bằng SIM điện thoại của nhà mạng Ukraine. Việc lựa chọn nền tảng Sahet 136 cho những mục đích như vậy rõ ràng liên quan đến khả năng của nó xét về tầm bay khoảng 2.000 km và không gian chống đáng kể ở giữa thân máy bay. Đây là sáng tạo rất đáng chú ý được người Nga thực hiện. Hồi tháng 2, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR cũng xác nhận phát hiện thiết bị đầu cuối của Starlink được lắp đặt trong các đơn vị thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không Cận vệ Xung kích số 83 của Nga hoạt động gần làng Kleschevka và Andrevka, phía nam thành phố Bakhmut. Thời điểm đó, kỹ sư Ole Kutkov, người tham gia thiết kế thiết bị đầu cuối Starlink cho quân đội Ukraine nói, Lực lượng Nga bắt đầu sử dụng chúng trên tiền tuyến. Các thiết bị này được mua thông qua những nước thứ ba và đại lý ở Nga bán lại chúng. Các thiết bị đầu cuối Starlink mà lực lượng Nga sở hữu hoạt động trên khu vực họ đang kiểm soát và các địa phương khác của Ukraine. Chúng sử dụng chung một kênh cùng bộ lập trình vệ tinh với thiết bị mà quân đội Ukraine sở hữu. Shahed 136 là một loại drone tấn công một chiều do Iran phát triển, có sải cánh 2m, tốc độ hành trình khoảng 185 km/h và mang theo đầu đạn nặng 45 kg. So với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo truyền thống, Shahed 136 chậm hơn, ít mạnh hơn và dễ bị bắn hạ hơn. Tuy nhiên, điểm mạnh của nó là giá thành thấp và dễ sản xuất. Nga chỉ có thể sản xuất khoảng 100 tên lửa mỗi tháng, nhưng họ có thể chế tạo Sahed với số lượng lớn và với chi phí thấp hơn nhiều. Có nhiều con số khác nhau được đưa ra, nhưng con số phổ biến nhất là 20.000 đô la Mỹ cho một chiếc Sahed, rẻ hơn khoảng 500 lần so với tên lửa siêu thanh Kinza nổi tiếng. Trong chưa đầy 2 năm, Shahed do Iran cung cấp đã trở thành một trong những vũ khí chiến lược chủ chốt trong cuộc xung đột của Nga và Ukraine, thậm chí còn vượt qua những vũ khí do chính Nga phát triển trong chiến dịch tầm xa. Shahed cũng đang không ngừng được cải tiến để vượt qua các biện pháp phòng thủ của Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự, cuộc chiến này không chỉ là cuộc đua về số lượng, mà còn là cuộc đua về công nghệ giữa drone và hệ thống chống drone. Hồi tháng 5, các nhà phát triển vũ khí của Ukraine đã tiết lộ về một loại robot chiến đấu mặt đất mới. Nó có tên gọi là Furry. 4 tháng sau, Furry tham gia thực chiến và được cho là đã giành chiến thắng trong một trận giao tranh với quân đội Nga. Theo Forbes, mới đây, một chiếc Furry 4 bánh, kích thước bằng xe đẩy hàng đã tấn công chiến hào ở tỉnh Kursk của Nga. Furry đã tránh được các bãi mìn, khai hỏa súng máy được trang bị trong một cuộc tấn công phối hợp cùng máy bay không người lái mang thuốc nổ và pháo cối. Thông tin cho biết, trong lần ra trận này, Fury đã đánh bại một nhóm nhỏ binh sĩ Nga. Thông báo trên mạng xã hội, đội 1 của trung đoàn đặc nhiệm số 8, đơn vị điều khiển robot cho biết, kết quả là một phần quân địch bị tiêu diệt, phần còn lại tháo chạy. Robot đã trúng một số phát đạn từ súng phóng lựu và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất nhưng vẫn kiên cường hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn. Fury là một trong nhiều phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái được vũ trang cho các kỹ sư Ukraine phát triển trong 30 tháng qua và là một trong những loại đầu tiên tham gia trận chiến lớn. Fury có 4 bánh xe, một radio để nhận lệnh từ người điều khiển, camera và súng máy điều khiển từ xa. Nó được thiết kế chắc chắn với các tấm giáp bảo vệ những bộ phận dễ bị tổn thương. Ông Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine cho biết hồi tháng 5 rằng Robot Fury tấn công các vị trí của Nga và yểm trợ cho binh sĩ của chúng ta trong các cuộc tấn công. Quân đội thích việc điều khiển dễ dàng và đánh giá cao mức độ truyền tin qua radio, video cũng như khả năng ngắm bắn tự động hiệu quả cả ngày lẫn đêm của robot. Fury không phải là duy nhất, Nga cũng có các robot chiến đấu mặt đất. Tuy nhiên với chiến thắng và sống sót sau trận chiến lớn, Fury đã thể hiện sự nổi bật của nó. Các nhà phát triển Furry còn nhấn mạnh vào khả năng di chuyển và trang bị cho robot bánh xe lớn khung gầm cao. Tuy vậy, theo Forbes, các phương tiện không người lái trên mặt đất có nhiều hạn chế. Ngay cả trên bề mặt tương đối bằng phẳng, nhưng phương tiện này cũng khó di chuyển nếu gặp chướng ngại vật như ổ gà, hố, cành cây, sườn dốc. Do đó, để chúng tiếp cận chiến trường đã khó, đạt được thành tựu còn khó hơn. Vào cuối tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Ukraine cho biết cuộc thử nghiệm đang được tiến hành trên 25 loại robot chiến đấu khác nhau do Ukraine sản xuất, bao gồm cả robot cảm tử. Các phương tiện UGV ngày càng có xu hướng nhỏ hơn để giảm thiểu nguy cơ bị máy bay không người lái phát hiện và chúng thường thô sơ và rẻ tiền. Mục tiêu tổng thể của UGV là thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như tiến vào vị trí của đối thủ để tấn công buộc họ phải lộ diện, làm mồi cho các cuộc tấn công của UGV khác hoặc drone trên không. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Ukraine đã công bố video về cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của hệ thống phòng không Skynex do Đức cung cấp. Mặc dù Ukraine nhận được hệ thống phòng không Skynex đầu tiên do tập đoàn Renmeto phát triển vào tháng 4 năm 2023, nhưng việc sử dụng chúng trong hoạt động của quân đội nước này vẫn chưa được tiết lộ. Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine công bố cũng tiết lộ nhiều khía cạnh hoạt động khác nhau của hệ thống Skynex Đáng chú ý là lực lượng vũ trang phía Kiev sử dụng hệ thống Skynex như một nền tảng cố định. Cấu hình này giúp đơn giản hóa việc bảo dưỡng khung gầm vốn chỉ cần thiết cho mục đích vận chuyển chứ không phải để chịu được áp lực khi bắn. Ngoài ra, video còn cho thấy quá trình nạp đạn của hệ thống này. Một băng đạn chứa 7 viên cơ 35 x 228mm, khối lượng 1,7 kg mỗi viên với đầu đạn 750g. Đạn có vận tốc đầu nòng 1050m một giây tương đương 3.780 km một giờ và có thể đạt tầm bắn tối đa 5 km chỉ trong 8,2 giây. Scanex có khả năng theo dõi mục tiêu tự động nhờ hệ thống quang điện tích hợp với radar. Hệ thống này sử dụng radar giám sát XTR 3D, có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa tới 50 km. Bộ phận khai hỏa của Scanex là một mô đun chiến đấu không người lái, được điều khiển từ xa từ một sở chỉ huy riêng biệt. Scanex được phát triển dựa trên hệ thống Sky Ranger được thiết lập để trở thành nền tảng của phòng không ở một số quốc gia EU. Hệ thống cực kỳ linh hoạt này có thể sử dụng nhiều cỡ nòng khác nhau, từ 30mm đến 35mm, có thể phóng tên lửa phòng không như IRIS-T, AIM-9X hoặc Stinger. Song song với đó, video do Ukraine đăng tải cũng cho thấy Skynex được trang bị ở phía đằng sau xe tải cùng hệ thống vũ khí Oelicon Revolver Gun MK3 được gắn ở phía sau khung gầm. Tháp pháo được trang bị một khẩu pháo ổ quay 35 mm Oelicon Mk3 35 mm được sử dụng trong hệ thống phòng không Skynex có tầm bắn hiệu quả 4.000 m tốc độ bắn 1.000 phát một phút đối với những mục tiêu trên không pháo 35 mm có tầm bắn tối đa 3.500 m và 5.000 m đối với mục tiêu trên bộ Mk3 sử dụng đạn Ah 35 mm có thể lập trình đồng thời để bắn trúng cả những mục tiêu nhỏ nhất Bom lượn tầm xa AGM-154 GSOV kép là bom lượn được tạo ra từ một liên doanh giữa hải quân và không quân Mỹ. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận việc giao loại bom này cho Ukraine như một phần của gói hỗ trợ an ninh trị giá 375 triệu đô la Mỹ. Với khả năng tương thích với máy bay chiến đấu F-16 đã được hỗ trợ trước đó, AGM-154 có tầm bắn lên tới 130 km, giúp tăng cường năng lực tấn công tầm xa cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ bao gồm một loạt các thiết bị quân sự, bao gồm đạn không đối đất, đạn phá phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép cùng nhiều hệ thống hỗ trợ khác như vũ khí hạng nhẹ, tàu tuần tra và nhiều thiết bị hiện đại khác. Đây là đợt viện trợ thứ 66 từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ tháng 8 năm 2021, nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ và các đồng minh đối với Ukraine. Một phần quan trọng của gói hỗ trợ này là việc cung cấp AGM-154 một loại bom lượn dẫn đường chính xác tầm xa được thiết kế để tăng hiệu quả tác chiến của lực lượng không quân. AGM-154 có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất từ khoảng cách mà máy bay phóng nằm ngoài phạm vi hiệu quả của hệ thống phòng không đối phương. Khả năng tấn công tầm xa này cho phép máy bay triển khai vũ khí trong khi giảm thiểu tiếp xúc với hỏa lực của đối phương, do đó tăng cường khả năng sống sót của máy bay. Loại vũ khí này đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khác nhau kể từ khi ra mắt vào năm 1998 và được đánh giá cao về độ chính xác cũng như tính linh hoạt trong tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm cả xe bọc thép và bệ phóng tên lửa. AGM-154 có chiều dài 4,1m, đường kính thân 330mm, sải cánh 2,69m, trọng lượng 483kg đến 681kg tùy theo loại đầu đạn mang theo. Nó có thể mang theo nhiều kiểu đầu đạn khác nhau, gồm đầu đạn chứa 145 quả bom con BLU-97B hoặc chứa một quả bom BLU-111B. AGM154 cũng có thể trang bị một đầu đạn đa tầng, roc, thích hợp để xuyên phá mục tiêu kiên cố như xe tăng, thiết giáp, công sự phòng ngự. Hoặc nó cũng có thể mang loại đầu đạn chứa 6 đạn con, BLU108B, mỗi đạn con lại chứa 4 quả đạn nhỏ lắp cảm biến hồng ngoại tự do mục tiêu. AGM154 được dẫn đường bằng hệ thống quán tính INS kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nó có khả năng hoạt động trong điều kiện ngày đêm và cả trong thời tiết bất lợi biến thể AGM-154C được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại để tìm kiếm mục tiêu trong giai đoạn cuối. Loại bom lượn này có thể mang phóng trên các máy bay tiêm kích F-18, F-16, F-15, F-35 và máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-2, B-52H. Nga được cho là đã đề xuất Belarus cung cấp các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường MLRS Polonez từ lâu và động thái mới nhất cho thấy viễn cảnh trên nhiều khả năng sắp xảy ra hãng thông tấn Bentea nói rõ, hiện tại các chuyên gia quân sự Belarus đang huấn luyện binh sĩ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS tầm xa và có độ chính xác cao Polonez cỡ nòng 300mm. Trước tình hình trên, Đại tá nghỉ hưu Viktor Baranes, cựu chỉ huy lực lượng phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Không quân Nga, hiện tại giữ vai trò chuyên gia quân sự và nhà báo, đã đưa ra một số đánh giá đáng quan tâm Nhà phân tích nhấn mạnh việc các cố vấn quân sự Belarus hiện đang huấn luyện binh sĩ Nga cách sử dụng tổ hợp Polones ngay tại thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện. Địa điểm chính là thao trường Asuluk ở vùng Astrakhan, biên giới giáp Kazakhstan. Tôi nghĩ rằng vũ khí này có thể giúp quân đội Nga rất nhiều, nhưng chỉ trong trường hợp Trung Quốc cho phép sử dụng tên lửa của họ. Mặc dù hiện nay có thông tin về việc các nhà thiết kế thông minh và có trình độ cao người Belarus đã chế tạo thành công tên lửa nội địa. Đại tá Baranes nói rõ, tôi luôn cầu chúc cho các bạn, những người anh em. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một bước phát triển rất rộng trong quá trình phát triển loại vũ khí đặc biệt nói trên. Và ông gọi Polonez MLRS là một tổ hợp đáng sợ và một hệ thống vũ khí xuất sắc. Ra mắt trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 ở Minsk năm 2015 và được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Belarus một năm sau đó. Polonez là hệ thống phóng rocket đa nòng độc đáo do Belarus sản xuất, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào nơi tập trung binh lực, xe thiết giáp, sở chỉ huy, kho đạn dược, sân bay của đối phương. MLRS Polonez bắn tên lửa cỡ nòng 301 mm và có thể tấn công tới 8 mục tiêu đồng thời trên một diện tích lên tới 400 km vuông. Hệ thống này do nhà máy cơ điện chính xác Belarus chuyên về pháo và tên lửa hiện đại phát triển. Tên lửa của Polonets được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh bằng vệ tinh và có tầm bắn hiệu quả 200 km đối với mẫu cơ sở và lên tới 300 km đối với biến thể Polonets M nâng cấp. Tên lửa dài 7,26 m, nặng 750 kg khi phóng và có đầu đạn nổ phân mảnh, mạnh 140 kg. Đầu đạn của tên lửa có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ 700 m một giây ở góc lên tới 80 độ ở giai đoạn cuối. Tốc độ cao kết hợp với bề mặt phản xạ nhỏ khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn. Tên lửa của Polonets có bán kính sai số từ 30 đến 45 mét khi bắn ở tầm bắn tối đa. Mặc dù thử nghiệm năm 2016 cho thấy sai số chỉ ở khoảng 1,5 đến 10 mét. Tầm bắn tối thiểu của biến thể Polonets cơ sở là 50 km và 120 km đối với Polonets M. Các bệ phóng Polonets được đặt trên khung gầm cơ động hạng nặng MZKT 7930 8 x 8 do nhà máy máy kéo bánh lốp Minsk sản xuất. Các biến thể của khung gầm này cũng được sử dụng cho một loạt nền tảng tên lửa của Nga từ hệ thống tên lửa Iskander và hệ thống phòng thủ bờ biển BAN cho đến MLRS Uragan 1M radar, vân vân. Xe có tốc độ tối đa lên tới 70 km h trên đường cao tốc và phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km. Trang Avia của Nga dẫn nguồn tin từ hãng tin Reuters cho biết, Iran bị cáo buộc làm trung gian cho việc chuyển tên lửa chống hạm Yakont từ Nga cho lực lượng hậu thi ở Yemen. Hiện Moscow chưa lên tiếng về thông tin này. Theo nguồn tin, những tên lửa chống hạm Yakont có thể được sử dụng để tấn công các tàu phương Tây nằm ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tuy nhiên hiện tại thông tin này vẫn chưa được chính quyền Nga cũng như đại diện chính thức của Yemen xác nhận. Cơ quan này cho biết, sự tham gia của Iran vào việc chuyển giao vũ khí có thể đóng một vai trò quan trọng do nước này có mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng Houthi, nhóm mà Tehran hỗ trợ. Tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Yakont định danh NATO là SSN-26 do hãng NPO Machino của Nga nghiên cứu phát triển. Yakont trong tiếng Nga nghĩa là hồng ngọc. Tên lửa P-800 Yakont nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9 mét. Nó được thiết kế với đường kính thân 0,7 mét, sải cánh 1,7 mét. Quả đạn được thiết kế với bốn cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi. Ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động. Kiểu thiết kế này khá giống với máy bay tiêm kích phản lực thế hệ 1, 2. P-800 Yakult được mệnh danh là sát thủ chống hạm. Có bệ phóng từ các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300, Bastion hay các tàu mặt nước, tàu ngầm. Loại vũ khí nguy hiểm này có tầm bắn lên tới 460 km, vận tốc tối đa hơn 3.000 km một giờ và thường xuyên được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. P800 thực sự là bài toán khó trong đánh chặn tên lửa của chiến hạm thế giới khi nó được kết hợp giữa tốc độ vượt âm thanh và độ cao bay cực thấp. P800 trang bị động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm, cho phép đạt tốc độ gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh, khiến đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng từ 200 đến 250 kg. Đầu đạn hạt nhân của P800 có khả năng loại bỏ tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Sau khi giờ bị phóng, tên lửa P800 sẽ bay theo chế độ dẫn đường quán tính được lập trình sẵn và khi ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đầu tự dẫn radar chủ động trên tên lửa sẽ kích hoạt tìm kiếm, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75 km. P800 chủ yếu trang bị trên hệ thống phòng thủ bờ biển trên đất liền K300 Bastion P. Hệ thống Bastion P gồm 4 xe mang phóng tự hành K340P, mỗi xe chở 2 đạn tên lửa P800, xe chở đạn dự trữ, hệ thống radar điều khiển hỏa lực Monolith B, xe chỉ huy cùng các phương tiện hậu cần, hỗ trợ kỹ thuật Bastion P có khả năng cơ động cao, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết nên khả năng kháng nhiễu mạnh, khai hỏa nhiều đạn tên lửa cùng một lúc. Một hệ thống Bastion P có thể bảo vệ bờ biển dài 600 km, phạm vi bao quát mục tiêu 300 km. Quân đội Israel mới đây tuyên bố các tiêm kích của họ đã nhắm mục tiêu và hạ sát ông Mohamed Sru, chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái drone của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Hezbollah sau đó xác nhận ông Mohamed Suru, 51 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Theo hãng thông tấn National News Agency của Liban, ba tên lửa đã nhắm vào một căn hộ trong tòa nhà 10 tầng ở ngoại ô Beirut. Đây là cuộc tấn công thứ tư trong một tuần của Israel nhằm vào các chỉ huy Hezbollah tại khu vực đông dân cư gần Beirut, một trong những thành trì của nhóm này. Bộ Y tế Liban cho biết hai người cũng thiệt mạng trong vụ tấn công và 15 người bị thương, trong đó có một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Ông Sru, sinh năm 1973, nghiên cứu toán học và là cố vấn cấp cao được Hezbollah cử sang Yemen để huấn luyện hậu thi. Đây là vụ tấn công thứ tư trong vòng một tuần qua nhắm vào các chỉ huy của Hezbollah tại khu vực dân cư Đông Đúc. Ít ngày trước, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban đã tiêu diệt ông Ibrahim Qibasi, Người mà họ cho là chỉ huy lực lượng tên lửa của phong trào Hezbollah. Đây là một phần của cuộc không kích mở rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF nêu rõ, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Liban. Chiến dịch với mật danh Mũi tên phương Bắc đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và khí tài của Hezbollah, làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực biên giới chung Israel-Liban. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant, các cuộc tấn công đã làm suy yếu lực lượng Hezbollah. Hezbollah đã phải chịu một loạt đòn giáng vào bộ chỉ huy và kiểm soát các chiến binh và các phương tiện chiến đấu. Đây đều là những đòn giáng nghiêm trọng. Cuộc tấn công mới của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza có thể lan rộng ra toàn Trung Đông, nhất là khi Israel chuyển trọng tâm tấn công sang biên giới phía Bắc sau các cuộc phóng tên lửa của phong trào Hezbollah. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ, Liban đang bên bờ vực nguy hiểm. Người dân Liban, người dân Israel và người dân thế giới không thể để Liban trở thành một giải Gaza khác. Theo tờ The Guardian, Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa từ Liban nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ngay bên ngoài Tel Aviv. Đây cũng là lần tấn công xa nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel cho đến nay và là động thái đáp trả trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin bộ đàm tại Liban vừa qua. Hezbollah cũng cáo buộc chính Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của tổ chức này và kích nổ các máy nhắn tin bộ đàm. Theo xác nhận của quân đội Israel thì đây cũng là lần đầu tiên Hezbollah thực hiện một cuộc không kích vào thủ đô Tel Aviv của nước này. Bình luận về sự việc, tạp chí Breaking Defense đánh giá vụ phóng tên lửa nhắm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad, chứng tỏ phạm vi mục tiêu không kích của Hezbollah đã được mở rộng. Trước các mối đe dọa ngày càng lớn hơn của Hezbollah, giới phân tích quốc tế đặt câu hỏi liệu hệ thống phòng không nhiều lớp mang tên vòm sắt đầy tự hào của Israel có thể bảo vệ nước này trước các đợt không kích dày đặc và liên tục từ kho vũ khí đồ sộ của Hezbollah hay không. Theo đó, nếu nhìn về từ hai góc độ, có thể thấy việc Hezbollah tiếp cận được sâu vào lãnh thổ Israel chứng tỏ sức mạnh vũ trang đáng gờm của tổ chức này. Mặt khác, cũng không loại trừ khả năng vòm sắt cũng đang quá tải trước các cuộc không kích thường xuyên diễn ra trong nhiều năm nay theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, không giống như kho vũ khí chủ yếu là rocket tầm ngắn của lực lượng Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, Hezbollah sở hữu một kho vũ khí đồ sộ bao gồm các rocket nhỏ, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và tên lửa dẫn đường, với tổng cộng khoảng 120.000 đến 200.000 rocket và tên lửa. Trong khi đó, theo kết luận từ một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của Viện Nghiên cứu Chống Khủng Bố thuộc Đại học Richmond, Israel, Hezbollah có thể bắn tối đa 3.000 tên lửa một ngày trong 3 tuần liên tiếp theo ý kiến từ nhà nghiên cứu Mesrop Kasemdian tại Đại học London, Anh, thì ông đã bày tỏ lo ngại những đợt không kích như hiện nay của Hezbollah có nguy cơ áp đảo hệ thống vòm sắt, từ đó đe dọa một số mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Israel. Vòm sắt là hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel. Đây là một biện pháp phòng thủ tầm ngắn đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái UAV do Hamas và Hezbollah, hai nhóm vũ trang có liên kết với Iran, bắn trong vài năm qua. Biện pháp phòng không này hoạt động dựa vào một hệ thống radar và phân tích để xác định mục tiêu tên lửa có gây ra mối đe dọa hay không. Hệ thống này chỉ triển khai tên lửa đánh chặn nếu xác định tên lửa đang bay tới có nguy cơ nhằm vào một khu vực có dân cư hay cơ sở hạ tầng quan trọng. Các tên lửa đánh chặn được phóng theo phương thẳng đứng từ một dàn phóng di động hoặc bệ phóng cố định. Chúng được thiết kế để đánh chặn tên lửa đối phương ở trên không, tạo ra các vụ nổ và tiếng còi cảnh báo. Theo Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và người đồng cấp Pháp ông Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong đó, hai nhà lãnh đạo thảo luận về nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, ngăn chặn bùng phát một cuộc chiến rộng hơn. Ngay sau cuộc hội đàm, Paris đã công bố đề xuất tạm hoãn xung đột giữa Israel và Hezbollah tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cụ thể, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barot công bố đề xuất chung của Pháp và Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban để tạo điều kiện tiến hành đàm phán. Ông Barot khẳng định, điều cấp bách hiện nay là tất cả bên liên quan phải quyết tâm tham gia nỗ lực giảm căng thẳng. Chúng tôi hy vọng đề xuất ngừng bắn sẽ được chấp thuận ngay lập tức. Ông Barot cũng cho biết, Mỹ, Pháp đã tham khảo các bên về những tiêu chí cuối cùng cho giải pháp ngoại giao để thoát khỏi khủng hoảng. Đồng thời nhấn mạnh, vẫn còn khả năng ngăn chặn xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết của đề xuất này chưa được công bố. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đồng thuận với ý tưởng khi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời cảnh báo địa ngục đang mở ra. Phát biểu khai mạc phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Guterres đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang xung đột tại Liban sau các cuộc không kích của Israel, đồng thời kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt ngừng bắn tạm thời. Trước lời kêu gọi, Israel cho biết Tel Aviv hoan nghênh hoạt động ngoại giao trong vấn đề Liban, nhưng tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Hezbollah. Căng thẳng ở Trung Đông tuần qua đã diễn biến nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện gây thương vong lớn. Loạt vụ nổ thiết bị liên lạc của lực lượng Hezbollah ở Liban khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Nhóm vũ trang Liban cáo buộc Israel là thủ phạm song Tel Aviv không phủ nhận hay xác nhận. Chưa dừng lại tại đó, khi mà hàng loạt vụ tập kích qua lại lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau sự kiện nổ thiết bị liên lạc. Đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền Đông và miền Nam Liban cách đây không lâu, khiến ít nhất 565 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.